Bây giờ cái câu mà thực tế nhất ở tại Việt Nam không ai chịu hạt, không ai chịu cãi nè, đó là bây giờ á, là cán bộ nuôi dân hay là dân nuôi cán bộ đó. Cái này mới quan trọng nè, cái này nó liên quan đến tiền thuế nè, nó liên quan đến cuộc sống của mình nè, nó liên quan đến cơm áo gạo tiền nè, liên quan đến cà phê đá nè, liên quan đến giá bao cao su nè, liên quan đến giá sữa nè, liên quan đến giá massage nè, đúng chưa? Bây giờ tôi đặt ra cái này đó, bây giờ phải làm show, làm show là phải làm show. Bây giờ cãi không? Bây giờ đã cãi cái này mới đã nè, chứ còn mà lẫn quẩn cái kia đúng không? Bây giờ là dân nuôi cán bộ hay cán bộ nuôi dân? Thì bây giờ trước khi mà chút xíu nữa tôi sẽ đọc mấy cái comment của quý vị, phải không? Tại cái này bây giờ hôm nay bà con cãi lộn bên kia, phải không? Nào là nghệ sĩ đồ, diễn viên điện ảnh đồ, thứ dữ không à, sao đồ, ông thần bà thánh đồ. Ok, thì giờ vô đề luôn đúng không? Ok rồi, bây giờ là cán bộ nuôi dân hay dân nuôi cán bộ? Đã, bây giờ là mấy ông bà lãnh đạo, bây giờ là dân bầu cán bộ hay là cán bộ bầu dân? Đã, đấy không? Bây giờ đưa đang vậy thì nếu mà nói dân nuôi cán bộ thì cán bộ làm việc cho dân hay là làm việc cho đảng? Bây giờ là đảng nuôi cán bộ hay là cán bộ, đảng nuôi cán bộ hay là dân nuôi cán bộ? À, bây giờ là dân nuôi đảng hay là đảng nuôi dân? À, ồ nhiều lắm, Việt Nam mình có thêm cái vụ đảng nữa đúng không? Bây giờ tôi nói vậy, tôi đưa đề tài này ra, tôi thấy mấy người kia nói ra bị chửi quá trời. Bữa nay tôi cũng muốn bị chửi, tôi cũng muốn nổi tiếng lắm. Ok, đem ai ra chửi đi, phát ngôn của Trương Quốc Huy bây giờ kiếm báo đài đồ bu vô, đặt cái vấn đề ra là bây giờ là dân dân nuôi cán bộ hay là cán bộ nuôi dân? Chắc chắn một điều là đề tài này ít ai chịu cãi lắm. Người ta không chịu cãi. Mấy xe tải chở từ Hà Nội, từ trong Sài Gòn ra Hà Nội mà mẹ còn bị chặt đến chặt xuống, mày sức cản sức cái gì? Rốt cuộc là gì? Dân ở trong Việt Nam ăn đồ mắc hơn là cái đồ sức cản. Mà chuyện này có thiệt. Dân Hà Nội ăn đồ mắc hơn đồ của Mỹ luôn. Bao đâm luôn. Đồ một sản phẩm của Việt Nam, cái sản phẩm của miền Nam Việt Nam á, dân Hà Nội ăn mắc hơn ở bên Mỹ tôi mua luôn. Có thiệt luôn, tôi nói cho quý vị nghe. Chuyện có thiệt luôn đó, đồ ăn thôi, tôi nói về khô mắm đồ này kia rồi. Mẹ mắc hơn tôi ăn bên Mỹ luôn. À, tỷ chỉ là dưới Cần Thơ, Cà Mau chở ra Hà Nội thôi, dân Hà Nội bỏ tiền ra mua mắc hơn tôi ở California tôi ăn chung một món đồ. Mẹ gói xôi thịt đồ này kia ở đây bên này ăn bằng giá luôn, nếu mà ở nhà nấu mẹ rẻ như Hà Nội luôn. Nói như vậy để cho vị thấy là cái đó là cái chất lượng của sản phẩm luôn, mà ăn gói xôi chất lượng đàng hoàng đó, hải lục không quân đàng hoàng luôn, nói chính xác luôn, 100 bằng dầu luôn đó. Ok, mà đúng chính xác vậy luôn. Có những cái món đồ, tôi nói thật với quý vị, có nhiều món đồ tôi ở bên California tôi ăn rẻ hơn ở Hà Nội luôn. Nếu mà cái đồ đó là đồ món của miền Nam Việt Nam, tôi ăn rẻ tiền hơn Hà Nội luôn. Tại vì sao nè, tôi biết nè. Nè, bây giờ hỏi mấy đứa bạn logistics, mấy người làm vận chuyển gì biết. Mẹ, một cái container á, đi từ Việt Nam đi qua Mỹ rẻ hơn mẹ chở bằng xe đi ra ngoài kia luôn đó. Tôi nói cho quý vị anh chị em biết, có nhiều cái món hàng nó đập tới xương luôn. Trừ khi nào mẹ chơi với ông kẹo ông cơm, chi phí nó hạ xuống rồi, nó sẵn tới xương luôn đó.